Cảnh khổ mấy người ơi, mới giờ đầu giờ bị công an rượt rồi. Thằng bạn cùng chuyện mà. Chạy đây nè. Khổ quá, làm bất hợp pháp là gì? Ủa cái ông nãy ông bài cho ông trúng, ông bài xuống kia, gớt xuống cái cây thì tưởng ông chết luôn. Chạy ghê thiệt chứ. Leo cái dàn dao. Bất hợp pháp khổ thiệt cả nhà ơi, mới bị công an rượt chạy đứng nè. Chiều nay tôi đưa lên Facebook, YouTube hết. Có cái ông kia ông bài cũng té xuống cái miếng dán lộn của mẹo trời. Leo lưng. Ừ, thôi chào cả nhà ơi.